Nhiều mô hình khởi nghiệp thành công của thanh niên các địa phương đã lan tỏa, tạo thành phong trào rộng khắp của tuổi trẻ Lào Cai. Huyện Bảo Thắng tích cực kiểm tra, kiểm soát, đảm bảo an toàn giao thông. Tô ca đêm, thú vui của nhiều người ưa thích sự kiên trì và tìm kiếm không gian tĩnh lặng, yên bình. Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Vừa rồi là những nội dung nổi bật sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, cải thiện và nâng cao chỉ số thương mại điện tử là mục tiêu được tỉnh Lào Cai đề ra trong kế hoạch phát triển thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh đến năm 2025. Trong đó, trọng tâm là nâng cao chỉ số nguồn nhân lực và hạ tầng công nghệ thông tin, chỉ số giao dịch thương mại điện tử giữa doanh nghiệp với người tiêu dùng, doanh nghiệp với doanh nghiệp, chính phủ với doanh nghiệp. Phấn đấu trên 70% doanh nghiệp tham gia các website, sàn thương mại điện tử, mạng xã hội và các ứng dụng công nghệ khác để tìm kiếm thông tin, mua bán sản phẩm hàng hóa. 40% dân số trở lên tham gia mua sắm trực tuyến qua mạng xã hội, các ứng dụng thương mại điện tử bán hàng. 50% thanh toán không dùng tiền mặt. 100% đơn vị cung cấp dịch vụ điện, nước, viễn thông và truyền thông có hợp đồng điện tử với người tiêu dùng. Tỉnh cũng khuyến khích các doanh nghiệp tham gia sàn giao dịch thương mại của tỉnh theo địa chỉ laocaitrader.vn. Ban chỉ đạo cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam vừa ban hành kế hoạch thực hiện cuộc vận động năm 2022 với 6 mục tiêu và 5 giải pháp trọng tâm. Cùng với việc đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, tỉnh Lào Cai cũng thúc đẩy mạnh mẽ vai trò của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trong phát triển thị trường, xây dựng và bảo vệ thương hiệu sản phẩm, quảng bá giới thiệu hàng hóa của tỉnh đến thị trường trong nước. Chú trọng đến công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện cuộc vận động và kiểm soát thị trường, bảo vệ người tiêu dùng. Phấn đấu từ 90 đến 100% các cơ sở kinh doanh thương mại cam kết thực hiện tốt việc kiểm soát nguồn gốc hàng hóa, chống buôn lậu, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. 90 đến 95% hàng thiết yếu Việt Nam được kinh doanh, bày bán tại các xã vùng sâu vùng xa. Mỗi địa phương có ít nhất 2 gian hàng trưng bày sản phẩm địa phương. Mỗi đơn vị có ít nhất 5 sản phẩm OCOP phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân. Đoàn công tác huyện Mường Khương vừa thăm hỏi, động viên và trao tặng số tiền hỗ trợ của Quỹ Thiện Tâm, tập đoàn Vingroup cho các thương binh, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên trên địa bàn. Mỗi suất quà trị giá 15 triệu đồng tiền mặt được trao trực tiếp tận tay thương binh Hồ Phà Chin, sinh năm 1949, trú tại thôn Trung Tâm, xã Lùng Vai, và thương binh Tráng Sử Long, sinh năm 1950, trú tại tổ dân phố Tùng Lâu, thị trấn Mường Khương. Đây là hoạt động ý nghĩa, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của lãnh đạo cán bộ nhân viên tập đoàn Vingroup đối với người có công với cách mạng, góp phần giúp huyện Mường Khương thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn. Cùng với sự quan tâm đồng hành của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và các cấp bộ đoàn, hội, đã có nhiều thanh niên người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh phát huy tinh thần nhiệt huyết, hăng say lao động, sản xuất, từng bước vươn lên xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, ổn định đời sống. Tìm hướng thoát nghèo, Tráng A Lử trở thành người đầu tiên ở thôn Người Mông, Trung Trải, xã Y Tý, huyện Bát Sát trồng rau trái vụ. Bắt đầu trồng rau từ năm 2017, tới nay diện tích trồng rau mở rộng hơn, trồng nhiều loại rau hơn, và thị trường tiêu thụ cũng chắc chắn hơn, đã giúp gia đình Tráng A Lử thoát nghèo, trở thành hộ khá. Chuyện thoát nghèo của chàng trai sinh năm 1995 này được nhiều hộ trong thôn Trung Trải học tập làm theo. Mấy năm nay trồng rau so với cây lúa thì nó khác hơn với cây ngô và cây lúa nhiều. Năm nay thì nó gì thì cũng tươi được nhưng không chơi được nhiều. So với hai vụ thì chắc chắn kiểu cũng sẽ hơn về lúa với ngô. Nương ngô rộng trên 1 hecta này, một năm chỉ cho gia đình anh Vàng Xeo Miến, thôn Sẻ Trải, xã Lùng Cải, huyện Bắc Hà, thu về khoảng 2-3 triệu đồng tiền lãi. Anh mới được đoàn xã cấp 5.000 cây quế giống để trồng theo chương trình vườn cây sinh kế, hứa hẹn mang lại nguồn thu nhập cao trong vài năm tới. Được hỗ trợ cái vườn sinh kế, bản thân là đoàn viên thanh niên thì mình sẽ cố gắng chăm sóc tối đa đến mức có thể để cho vườn cây là lớn và nó phát triển tốt nhất. Hiện tại bây giờ thì phong trào khởi nghiệp của huyện Bắc Hà đều ở tất cả các lĩnh vực. Có thể thấy rằng là qua vấn đề khởi nghiệp thì đã xuất hiện nhiều cái tấm gương điển hình tiên tiến và đã được Ban Thường vụ huyện đoàn nhân rộng cũng như là đề nghị các cấp khen thưởng. Phong trào thanh niên lập thân lập nghiệp đã và đang tạo sức lan tỏa sâu rộng, thu hút nhiều thanh niên các dân tộc vượt khó vươn lên. Nhiều dự án mô hình khởi nghiệp của thanh niên trở thành điểm sáng ở địa phương, thúc đẩy phong trào
các cấp bộ đoàn đã đồng hành với thanh niên như tổ chức diễn đàn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, hỗ trợ thanh niên tiếp cận các nguồn vay ưu đãi. Chúng tôi cũng tích cực là thành lập cái câu lạc bộ khởi nghiệp Lào Cai, rồi là xây dựng vườn ươm doanh nghiệp để hỗ trợ những thanh niên có cái nhu cầu mà xây dựng làm lập thân lập nghiệp ngay chính trên mảnh đất quê hương, tận dụng những tài nguyên của địa phương để có thể phát triển kinh tế. Dù hành trình khởi nghiệp vẫn còn nhiều gian khó, nhưng những đoàn viên thanh niên các dân tộc đầy nghị lực đang tiếp tục tiến về phía trước, xây dựng hình ảnh mới về người thanh niên dân tộc thiểu số trong thời kỳ hội nhập. Thị xã Sapa vừa phối hợp với một số cơ quan đơn vị tiến hành khảo sát tuyến du lịch leo núi Ngũ Chỉ Sơn nhằm phát triển thêm sản phẩm du lịch mới trên địa bàn. Tuyến leo núi Ngũ Chỉ Sơn xuất phát từ thôn Suối Thầu 2, xã Ngũ Chỉ Sơn, thị xã Sapa, lên tới đỉnh Ngũ Chỉ Sơn là gần 8 km, có điểm dừng nghỉ trưa ở độ cao 2.200 m, điểm nghỉ đêm là 2.500 m, xác định độ cao của đỉnh Ngũ Chỉ Sơn là 2.858 m so với mực nước biển. Với hình dáng khá đặc biệt, khối núi giống như 5 ngón tay đang xòe thẳng lên trời, Ngũ Chỉ Sơn được mệnh danh là đệ nhất hùng quan Tây Bắc. Đây cũng là điểm đến yêu thích của nhiều người ưa mạo hiểm và đam mê độ cao. Quãng đường đi quanh sườn núi là khu rừng nguyên sinh với những cây cổ thụ tán lá sum suê. Sau chuyến khảo sát, thị xã Sapa sẽ có phương án đầu tư một số hạng mục như điểm xuất phát, điểm đến, trạm dừng nghỉ, ngắm cảnh, đồng thời quảng bá điểm du lịch leo núi trải nghiệm mới thu hút khách du lịch. Với hệ thống giao thông được đầu tư mở mới, nâng cấp, tạo điều kiện thuận lợi để huyện Bảo Thắng phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, giao thông thuận tiện cùng với lưu lượng phương tiện tăng nên nguy cơ mất an toàn luôn tiềm ẩn. Do vậy, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông được địa phương đặc biệt quan tâm. Tỉnh lộ 151, 152 qua huyện Bảo Thắng vốn được xem là điểm nóng về tình trạng mất an toàn giao thông, đặc biệt là khu vực Tăng Lỏng, khu công nghiệp lớn nhất tỉnh với hơn 20 nhà máy xí nghiệp và trên 5.000 công nhân. Đây là tuyến đường có lưu lượng xe rất lớn, nguy cơ mất an toàn cao. Do vậy, cùng với nỗ lực của lực lượng chức năng, vai trò của cấp ủy chính quyền địa phương trong việc giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành của người dân được coi trọng. Nhất là tăng cường cái công tác tuyên truyền vận động người dân, rồi là phối hợp với các cái cơ quan chức năng của huyện trong việc đảm bảo cái trật tự an toàn giao thông, rồi là chỉ đạo các cái trường học là thực hiện cái việc là cổng trường học an toàn. Tuy nhiên là do cái mật độ nó quá lớn, xe trọng tải lớn đi qua rất là lớn, cho nên là cũng rất là phức tạp về cái vấn đề trật tự an toàn giao thông. Triển khai tới toàn thể cán bộ hội viên, đặc biệt là các hộ mà kinh doanh ở dọc các trên tuyến đường 151, quốc lộ 4E cũng như là chợ Xuân Giao, là sẽ không lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh buôn bán các cái hàng để đảm bảo an toàn giao thông. Lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện thường xuyên có mặt tại những điểm nóng để điều tiết xử lý vi phạm, trong đó tập trung xử phạt với những lỗi như chạy quá tốc độ, vi phạm nồng độ cồn, chở quá người quy định, quá trọng tải, lấn làn. Tính đến ngày 11 tháng 3, lực lượng chức năng đã lập biên bản xử lý 25 trường hợp vi phạm, tạm giữ 24 phương tiện, tước giấy phép lái xe 5 trường hợp, phạt tiền nộp ngân sách nhà nước trên 45 triệu đồng. Triển khai những chuyên đề như là về xử lý về quá tải trọng, cơi nới thành thùng và xử lý về nồng độ cồn để làm thế nào đó để giảm thiểu tối đa nhất cái nguy cơ về tai nạn xảy ra trên địa bàn. Việc vận hành nút giao đường tỉnh 152 nối thông với đường cao tốc Nội Bài Lào Cai dự báo sẽ có mật độ xe cộ phương tiện lưu thông lớn. Do vậy, các giải pháp khắc phục những bất cập về hạ tầng như hệ thống đèn chiếu sáng, biển báo giao thông, các điểm dừng đỗ đón trả khách, xe đưa đón công nhân sẽ được lực lượng chức năng Bảo Thắng triển khai đồng bộ, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, năm nay, xã Cốc Ly, huyện Bắc Hà tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, đó là phấn đấu hoàn thành nhóm tiêu chí sản xuất, phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, hạ tỷ lệ hộ nghèo. Để thực hiện được mục tiêu này, Cốc Ly đang có những giải pháp cụ thể để đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu kinh tế. Mong muốn được thoát nghèo bằng cách nuôi trâu sinh sản, nhưng lại chưa có vốn. Trong lúc lúng túng đó, anh Sùng Xe Báo, thôn Thẩm Phúc, được thôn, xã giới thiệu đến nguồn tín dụng chính sách xã hội. Vậy là anh mạnh dạn làm thủ tục vay vốn mua trâu về nuôi. Thu nhập gia đình nhờ đó cũng từng bước ổn định. Cụ thể rất là mong muốn để mình làm phát triển để sau này nó thuận lợi cho mình và
cho bà con mà cho con cái và con các con sau này. Tiếp tục vận động bà con nhân dân là mạnh dạn để vay vốn, để đầu tư, để trồng cây rồi thì chăn nuôi để thay đổi cái cuộc sống hiện tại. Hết năm 2021, xã Cốc Ly đã hoàn thành 12 trên 19 tiêu chí. Riêng nhóm tiêu chí sản xuất, nâng cao thu nhập, hạ tỷ lệ hộ nghèo vẫn là rất khó đối với địa phương này. Theo tiêu chí giảm nghèo đa chiều, tỷ lệ hộ nghèo của xã chiếm tới 72%. Do vậy, giải pháp được xã tập trung là tuyên truyền vận động nhân dân tích cực hơn nữa trong chuyển đổi cơ cấu kinh tế. Chủ yếu trước đây là Cốc Ly là ngô hàng hóa, chuyển sang trồng quế. Hiện nay thì mỗi năm thì Cốc Ly trồng hơn 100 hecta. Rồi một ngoài ra thì chúng tôi tập trung vào chăn nuôi, đại gia súc, rồi thủy sản và trồng cái dược liệu như là cây sả thì đang triển khai thực hiện để nâng cao cái tỷ lệ xóa đói giảm nghèo cho nhân dân. Với định hướng này, hiện Cốc Ly đã có trên 1.000 hecta quế, nhiều diện tích đã cho thu lá tỉa cành. Đàn trâu đã phát triển được hơn 2.000 con, mở rộng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện. Với giải pháp hướng đi phù hợp, đây sẽ là cơ sở để Cốc Ly có thể hoàn thành được nhóm tiêu chí sản xuất, nâng cao thu nhập, hạ tỷ lệ hộ nghèo. Tiếp theo chương trình, câu cá đêm, thú vui của những người ưa không gian tĩnh lặng yên bình. Trong phần tin thế giới, người dân Mỹ háo hức chờ hoa anh đào nở ở thủ đô Washington DC. Nhằm chấn chỉnh tình trạng vi phạm trong kinh doanh thực phẩm chức năng trên mạng xã hội, sàn thương mại điện tử, Bộ Công Thương đã tăng cường quản lý các sàn thương mại điện tử, các công ty bán hàng đa cấp, kinh doanh sản phẩm thực phẩm chức năng. Năm 2021, Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số ngăn chặn và gỡ bỏ hơn 7.500 gian hàng với gần 19.000 sản phẩm vi phạm. Đại diện Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế cho biết, trong 2 năm xảy ra đại dịch, đã xử phạt vi phạm quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe với 76 cơ sở, tổng số tiền phạt hơn 3,7 tỷ đồng. Gần 2 tuần nay, cứ vào mỗi buổi chiều, trên đường Hồ Tùng Mậu, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, 20 bạn trẻ là thợ và học viên của một tiệm cắt tóc nhỏ lại bắt đầu công việc cắt tóc miễn phí cho người dân. Đến đây mọi người có thể thoải mái lựa chọn và được cắt các kiểu tóc theo ý muốn của mình và chỉ thanh toán bằng nụ cười, sự hài lòng. Điểm cắt tóc miễn phí hoạt động từ 15 giờ chiều hàng ngày cho đến lúc trời tối. Với những dụng cụ cắt tóc đơn giản cùng ít chiếc ghế nhựa, trung bình mỗi ngày cả nhóm cắt được cho khoảng từ 40 đến 50 người tùy vào độ tuổi và kiểu tóc. Đến tiệm tóc không đồng, mọi người có thể thoải mái lựa chọn kiểu tóc theo ý muốn của mình. Tiệm cắt tóc miễn phí này dự kiến sẽ diễn ra đến hết năm 2022, trừ những ngày trời mưa và dịp nghỉ lễ. Hoạt động đẹp này không chỉ giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, đỡ chi phí cắt tóc, mà còn là cơ hội để các thành viên trong nhóm được nâng cao rèn luyện tay nghề, thể hiện tinh thần trách nhiệm của thế hệ thanh niên vì cuộc sống cộng đồng. Thưa quý vị và các bạn, tại thành phố Lào Cai không khó để bắt gặp được hình ảnh nhiều người câu cá ban đêm tại các cây cầu hoặc kè sông. Những cần thủ lặng lẽ kiên nhẫn cả đêm với dòng sông để thỏa mãn thú đam mê. Tôi vừa thực hiện động tác thu cần, một động tác trong hoạt động câu cá và đặc biệt là tại Lào Cai đang rất nhiều người yêu thích hoạt động câu cá đêm. Hãy cùng tôi tìm hiểu xem thú vui câu cá đêm này có gì hay nhé. Tại thành phố Lào Cai có rất nhiều hội nhóm chung đam mê câu cá, đặc biệt là câu cá đêm. Bởi theo họ, đó là thời gian cá đi ăn mồi, không gian tĩnh lặng sẽ dễ câu hơn. Thời gian câu thường bắt đầu từ chập tối cho tới đêm khuya, thậm chí tới tận sáng hôm sau. Mùa đông xuân, nước cạn là thời điểm câu cá sông lý tưởng nhất. Ví dụ như là lúc nào mà mình stress gì đấy, chẳng hạn mình ra câu cá cho đỡ buồn ở nhà, với lại ở nhà nó cũng chẳng làm gì ấy. Đi câu cá, kiếm con cá về ăn. Ông Trần Văn Đức, năm nay 67 tuổi, nhưng đã có tới 20 năm say mê với thú câu cá đêm. Trước đây, sông Hồng có nhiều cá, ông và rất đông bạn bè thường xuyên đi câu ở cầu Cốc Lếu. Nhưng hiện nay, do cá đã bị đánh bắt nhiều nên lượng cá ít đi, người câu cũng không còn nhiều. Trước đây ngày nào cũng đi một tí đấy, nhưng bây giờ thì thỉnh thoảng mới đi thôi, chẳng có cá. Về câu chơi thôi,
câu cho nó đỡ buồn thôi chứ còn không có gì. Câu cá đêm trên sông là để thỏa mãn đam mê, là thú vui xả stress. Gặp đêm may mắn, câu được nhiều, cá to, người câu cá có thể dễ dàng bán được giá cao. Ra sông bao giờ thịt nó ăn bao giờ nó cũng đảm bảo hơn là cái cá là mình nuôi theo cái hệ công nghiệp. Thú vui câu cá đêm trở thành thói quen của nhiều người. Không chỉ là thỏa đam mê của những người cao tuổi, giúp giảm áp lực, căng thẳng, mà hiện nay cũng rất nhiều bạn trẻ yêu thích bộ môn cần sự kiên trì, nhẫn nại này. Ngày 21 tháng 3, Nam Phi kỷ niệm Ngày Nhân quyền với chủ đề Năm của Thống nhất và Đổi mới dân tộc, thúc đẩy và bảo vệ quyền con người của chúng ta. Trong dịp kỷ niệm hàng năm, người dân Nam Phi lại tự hào và tự nhắc nhở về những quyền thiêng liêng của họ và cái giá phải trả cho những quyền con người quý giá đó. Chính phủ cũng nhấn mạnh chống phân biệt chủng tộc, kỳ thị dân tộc, bài ngoại và tất cả những hành vi như vậy là nhiệm vụ của cả quốc gia. Ngược dòng lịch sử, vụ thảm sát ngày 21 tháng 3 năm 1960 nhằm vào người da đen tại thị trấn Sapperville thuộc tỉnh Gauteng, Nam Phi, đã nhóm lên ngọn lửa đấu tranh nhằm xóa bỏ chế độ phân biệt chủng tộc Apartheid. Sau khi xóa bỏ chế độ phân biệt chủng tộc, Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela đã chọn Sapperville để ký ban hành hiến pháp mới của đất nước và ngày 21 tháng 3 được chọn là ngày nhân quyền của nhân dân Nam Phi. Chính phủ Liên bang Australia cam kết ban hành luật mới để giúp giảm sự lan truyền các nội dung có hại trên mạng xã hội và thúc đẩy các công ty công nghệ lớn chống lại làn sóng thông tin sai lệch và thông tin xuyên tạc. Các quy định mới dự kiến sẽ được trình lên Quốc hội Australia vào cuối năm nay. Theo Bộ Quy tắc tự nguyện về thực hành chống thông tin sai lệch và thông tin xuyên tạc của Australia, thông tin sai lệch được định nghĩa là thông tin sai hoặc gây hiểu lầm có khả năng gây hại, trong khi thông tin xuyên tạc là thông tin sai lệch hoặc gây hiểu lầm được phát tán có chủ đích qua thư giác. Các quy định mới được cho là sẽ tạo điều kiện dễ dàng hơn cho việc đánh giá hiệu quả của việc tự kiểm soát thông tin, giúp chính phủ liên bang quyết định có cần ban hành một quy tắc bắt buộc để giải quyết vấn đề này hay không. Theo báo cáo, hơn 80% người dân Australia đã nhận được thông tin sai lệch về đại dịch COVID-19 trong 18 tháng qua. Cứ vào cuối tháng 3, đầu tháng 4, hoa anh đào lại bừng nở tại thủ đô Washington DC và nhiều thành phố lớn ở Mỹ, rực rỡ không kém gì ở Nhật Bản. Những ngày này, người dân Mỹ cũng như du khách quốc tế tới xứ sở cờ hoa đang háo hức chờ đợi những bông hoa anh đào bật nở. Thủ đô Washington DC là nơi tổ chức lễ hội hoa anh đào thường niên lớn nhất nước Mỹ với khoảng 1,5 triệu người tham dự, kéo dài suốt 2 tuần lễ. Đây là sự kiện văn hóa Nhật Bản lớn nhất tại Mỹ. Tại lễ hội, du khách có thể được thưởng thức sushi, rượu sake, xem trình diễn kimono, lễ hội đường phố, đua xe đạp quanh hồ Tidan Basin. Ngoài ra, nhiều thành phố khác của Mỹ cũng có những địa danh nổi tiếng với hoa anh đào như New York, Philadelphia. Từ tháng 1 đến tháng 3 hàng năm, núi Giao ở tỉnh Yamagata thuộc vùng Tohoku của Nhật Bản thu hút hàng nghìn du khách đến trượt tuyết, đi cáp treo ngắm cảnh khu rừng quái vật tuyết. Yuhio là hiện tượng thiên nhiên kỳ thú xuất hiện tại vùng núi này. Yuhio được gọi theo nhiều cái tên khác nhau như là quái vật tuyết, quái vật băng hay đuôi tôm. Ít phút còn lại của chương trình, mời quý vị và các bạn cùng khám phá hiện tượng thiên nhiên này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.